chào tất cả các bạn Kính chào tất cả các quý vị Trong cái video này Thì phiêu đồng sẽ đưa ra một cái khái niệm Có thể là mới <laughs> Có nhiều người nghe rồi Có nhiều người chưa nghe Như quý vị biết Là những người Việt Nam Mà ở nước ngoài Thì mình gọi đó là Việt Kiều đúng không? người việt nam mang quốc tịch việt nam mà sống và làm việc học tập ở nước ngoài thì mình gọi đó là việt kiều còn những người mà đã có quốc tịch nước ngoài rồi mà là gốc việt nam giống như tôi chẳng hạn thì gọi là người nước ngoài gốc việt cụ thể tôi ấy, là người canada gốc việt i am vietnamese canadian tương tự như vậy bạn nào ở mỹ đó là người mỹ gốc việt, người úc gốc việt, người anh gốc việt, người pháp gốc việt, vân vân và vân vân. <laughs> Bây giờ chúng ta có một khái niệm mới, cái khái niệm này nó khá quan trọng chứ không phải tự nhiên mình mình đưa ra cái khái niệm để để cho vui đâu. Tôi làm gì không phải cho vui, tôi làm gì không có mục đích hết đó. Đó là việc cộng kêu, <laughs> có người thích nói việc cộng Kiều. thì gọi là cộng sản kêu cũng được như nhau, <laughs> như nhau cả. Thì cái khái niệm này rất là quan trọng. Chính cái khái niệm này mà các bạn và quý vị sẽ hiểu được rằng tại sao có nhiều người đang ở nước ngoài mà cụ thể nhiều nhất là ở Mỹ mà cứ chê Mỹ rồi có lại khen Việt Nam rồi thậm chí bỏ Mỹ luôn đi về Việt Nam sinh sống định cư lại có không có có sao không được không nhiều nhưng mà vẫn có đó là cái đề tài hôm nay tôi rất phấn khích để chia sẻ cho tất cả các bạn và tất cả các quý vị nào chúng ta bắt đầu bây giờ tôi điểm qua lại cái lịch sử để cho tất cả các bạn và các quý vị nắm rõ hơn tại vì nhiều quý vị đi lâu rồi không có biết đâu lo làm lo ăn lo kiếm tiền lo làm giàu quá không có hiểu được tại sao là hiện nay có nhiều người ở mỹ một cái đất nước phát triển nhất thế giới mà còn chê và tự nhiên lại đi muốn về việt nam ở một đất nước đang phát triển mới thoát nghèo lạ kỳ đúng không nhưng mà chuyện nói chuyện có thật rồi một số quý vị và các bạn là cũng mới ra nước ngoài cũng cởi chân chân với tôi cách đây 10 năm trở lại như khi các bạn cũng lo bận việc làm ăn không có để ý à cho nên tôi mới chia sẻ còn tôi tôi rảnh hơi lắm <laughs> tôi rảnh hơi lắm ngày tôi làm có một tí đồng hồ nhưng nên thời gian tôi nhiều lắm cho nên tôi nói với các bạn với luận viên tôi ngày tôi làm một ngày 10 video luôn tôi làm luôn sợ gì tôi cũng làm <laughs> thôi vô đề đi dài dòng văn tự cái tính tôi nó hay dài dòng văn tự lắm cho nên nó là chính tôi mà tôi cũng thích tôi nữa, huống gì các bạn. Bây giờ vô địa thiệt này. Như các bạn biết thì cái lịch sử mà người Việt mà di cư sang nước ngoài là cũng đã lâu rồi đúng không? Rất là lâu rồi hồi cái thời mà mà phát thuộc đã có rồi. Rồi cái thời trước 75, tức là tức là cũng gần 30 tháng 4 là còn có rồi. Thôi bây giờ tôi nói là sau 75 đó, cho nó dễ. <laughs> nói nó xa quá mệt lắm thì sau khi mà miền Nam bị mất vào tay miền Bắc, tôi dùng từ và cho nó dễ hiểu đi, cái giải phóng gì giải phóng con mẹ gì, giải phóng gì mà cái thằng nghèo mà cứ như đi, đi giải phóng thằng giàu, tôi dùng từ là sau khi miền Nam bị miền Bắc cướp chính quyền thì có rất nhiều người Việt di cư sang nước ngoài bằng con đường vượt biên đúng không người ta gọi là bold people vượt biên có mấy lượng vàng xuống tàu ở mấy cái chỗ mà gần biển ví dụ như là ở miền nam có vũng tàu này miền tây này Mũ cà mau này, này ở miền trung thì nhiều lắm miền trung có như cả, cả mớ biển luôn từ nha trang quy nhơn quần ngãi quảng nam đà nẵng dìm có hết cả mớ luôn đưa vào cây vàng cái đi vượt biên thì những người mà đi vượt biên đó là đa số là những người bị cộng đồng sản cướp hết tài sản cướp nhà cướp cửa là đánh tư sản sống không nổi bị phân biệt giai cấp nữa lợi năm luôn mà nói <laughs> lợi năm luôn mà cho nên là bán sống bán chết gì xuống ga xuống thuyền đi chết bỏ 50-50 thì cái số lượng người này đi rất là nhiều mà tập trung ở Mỹ là nhiều nhất, Canada cũng có, Úc cũng có, mấy nước bên châu Âu cũng có, ở Mỹ rất là nhiều. Thì đó là cái dạng gọi là tị nạn cộng sản. Tại vì khi mà quý vị vào Mỹ thì quý vị có một cái đơn là quý vị nói là quý vị tị nạn cộng sản đúng không? Rồi, cái nhóm người này ấy, là người ta đã ở Mỹ lâu lắm rồi. 30 năm, 40 năm, thậm chí gần 50 năm rồi, từ năm 75 đến giờ mà. Ở rất là lâu rồi. Cái nhóm người này á là người ta rất trung thành với quốc gia mà người ta đang sống và nó rất trung thành rất là trung thành và gần như là người ta thực hiện đúng cái lời hứa mà khi mà họ đặt chân tới Mỹ mình nói Mỹ cho nó dễ đi ở Canada úc thì nó không tương tự cái nhóm người này ít ai mà quay về Việt Nam sinh sống hiếm lắm cũng có cũng có lắc lác vài ba ông già già ngớ ngớ ngẩn ngẩn coi như là khi mà đi qua Mỹ thì nói là mình tị nạn cộng sản tị nạn cộng sản tức là sống nổi bỏ, 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 chạy rồi khi vào quốc tịch đó, có tuyên thể vậy mà đến lúc đó là đi về Việt Nam sinh sống thôi mình thông cảm tại vì họ có chuyện này chuyện kia nhưng cái số này nó không nhiều cho nên đa số cái nhóm người mà vượt biên này người ta coi cộng sản là kẻ thù không đội trời chung đúng vậy thôi cộng sản đối xử với họ như vậy thì bây giờ làm sao mà họ có thể bắt tay cộng sản được ngay cả con cháu của họ tôi nói đa số người ta cũng rất là căm thù tại vì những người cộng sản đã gây ra không biết bao đau thương cho gia đình người ta tôi không muốn nhắc cái chuyện là đi vượt biên rồi chết chóc rồi tôi không muốn nhắc cái chuyện đau buồn tôi không muốn nhắc nhóm thứ hai là nhóm người đi qua mỹ bằng diện ho thì những cái người này đó là quân dân việt nam cộng hòa khi bị cộng sản bắt việt bắt đi tù <laughs> nói, nó, nói đại cho xong như rồi đi học tập cải tạo học tập học tập cái con khỉ móc đi tù nói mẹ cho xong như rồi bắt đi tù sau khi mãn hàng tù rồi mà đủ điều kiện hình như là 3 năm đúng không <laughs> tôi gia đình tôi không thuộc cái diện này cho tôi cũng rảnh như 3 năm tối thiểu 3 năm thì được bảo lạnh sang Mỹ theo cái diện là HO. Thì như tôi trình bày là cái nhóm người này là những người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ. Đi. Thì cái nhóm thứ hai và nhóm thứ nhất này, với nhóm thứ nhất nó không giống giống nhau, tức là họ thường thường họ. Họ cũng là tiền năng Cộng sản và họ rất là trung thành với quốc gia mà người ta đang sống. Và cũng rất là ít người mà khi về già mà quay lại quê hương cũ để mà nghỉ hưu có nhưng cái số đó rất là ít. Tôi nói tiếp nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba là cái nhóm con, nhóm cháu, nhóm anh em nếu có được cái nhóm 1 và nhóm 2 bảo lãnh. À, thì nhóm thứ ba này đi cái gì gọi là bảo lãnh gia đình, bảo lãnh gia đình. Ví dụ cha mẹ đi trước rồi xong thời gian Bảo lãnh con sau Hình như là 10, 15 năm gì đó đúng không Rồi có thể bảo lãnh anh chị em Có thể có đúng không Bây giờ chắc không còn cái diện này rồi Thì cái nhóm thứ ba này là Đi theo cái diện như tôi nói là diện bảo lãnh Được nhóm 1 và nhóm 2 bảo lãnh Thì cái nhóm thứ ba này Là có Một số người là sống Thì sống ở Mỹ nhưng đầu óc thường luôn nhớ về việt nam mà khi mà người ta được bảo lãnh qua bên mỹ hay qua bên nước khác chẳng hạn người cuộc sống người ta không có được như mong muốn cứ nghĩ là qua mỹ qua canada anh úc là tự nhiên tiền nó rớt xuống cái lùm lượm lượm, lượm đi mua đồ ăn qua bên này vỡ lẽ coi như phải đi làm mà ăn tiền đó mà lướt rồi khi qua là tuổi tác cũng lớn rồi ngôn ngữ thì học cũng khó bây giờ qua học tiếng anh tiếng pháp cũng khó chứ cho nên họ thấy cuộc sống của họ không có được như cái mong muốn của họ khổ cực thì cũng chả khổ đâu tại vì khổ do họ muốn khổ thôi ưng ừ, làm tà tà thì làm thôi mà họ lại bị tẩy não trong cái thời gian học tập ở trường ở việt nam nữa cho nên có một số người vẫn có thứ tư tưởng là binh vực cộng sản mà tôi có thể tạm gọi đây là cầm sản kiều việc cầm kiều nhẹ nhẹ thôi tại vì dù sao là là cha của họ mẹ của họ cũng là dân bực biên hoặc là của quân dân việt nam cộng hòa họ mà có tư tưởng như vậy mà tồn tại quả như vậy đó là nhóm thứ ba nhóm thứ tư xin lỗi nha nói gì phải viết nói cho nó mặt lạc đầy đủ ý nghĩa <laughs> nhóm thứ tư mà định cư nước ngoài bằng con đường bảo lãnh vợ, bảo lãnh chồng, đúng các bạn. thì cái nhóm bảo lãnh này đa số là bảo lãnh người phụ nữ là nhiều, còn ít ai mà mà phụ nữ ở Mỹ, ở Canada mà đi bảo lãnh một ông chồng ở Canada ở ở, ở Việt Nam được chuyện này có không rất là, là, là hiếm từ cái tình yêu xét đánh mình nói hay là đi đi đám cưới mà cưới gọi là cứ tầm 7, tầm bạ cứ giả hay mình nói những cái cô gái ở Việt Nam phần lớn nha đi qua nước ngoài à, tôi mình nói Mỹ Canada cho nó lạ cho anh úc cho nó dễ đi bằng con đường kết hôn có thể kết hôn với người gốc Việt mà cũng có thể kết hôn với người da trắng hoặc là người gì gì đó sắc tộc gì gì đó ở nước ngoài đối tượng thứ hai mà trong cái nhóm này đó là những du học sinh Việt Nam kiếm chồng và ở lại nước ngoài mà du học sinh Việt Nam thì như các bạn biết rồi phần lớn là con cháu cộng sản có tiền có bạc thứ hai nữa là con cháu có tư bạn đỏ con cháu những doanh nghiệp doanh nhân ở Việt Nam mà muốn làm doanh nghiệp doanh nhân ở Việt Nam mà thành công thì cũng phải móc đối với cộng sản. Cho nên cho nên là những cái đối tượng này mang cái tư tưởng Việt Nam rất là nặng tại vì họ từ Việt Nam qua, họ là con cháu cộng sản, họ là con cháu từ bằng đỏ. Cho nên khi người ta ở Mỹ ở nước ngoài thì người đầu óc người ta vẫn luôn luôn hướng về cha mẹ họ đang đang Cầm quyền ở Việt Nam, đang làm ăn ở Việt Nam. Cho nên họ thường thường là binh vực Việt Nam bằng mọi giá. Mà người bên Việt Nam người ta gọi là Việt Kiều yêu nước. Mà tôi gọi Việt cộng Kiều. Bạn nào thích gọi cộng sản Kiều nó cũng chẳng sai. Đa số là như thế. Tất nhiên có một số người phụ nữ người ta lấy chồng. Người ta chán Việt Nam quá. Mà cũng may mắn người ta gặp được một người yêu thương người ta người ta đi thì những người thì những người đó không phải là việc cộng kiều nhưng mà nếu rơi vào du học sinh thì khả năng việc cộng kiều rất là cao cộng sản kiều rất là cao như tôi định bày họ là con cháu cộng sản họ là con cháu tư bằng đỏ cái nhóm thứ năm đi định cư ở nước ngoài ở mỹ người ta gọi là eb 5 tức là diện đầu tư thì cái diện đầu tư này á là ai đó là những người có tiền ở Việt Nam mà có tiền ở Việt Nam là rơi vào hai loại thứ nhất là loại cộng sản cộng <cầm> sản>, sản quan chức mới có tiền mới, mới đầu tư được uh, như năm sáu trăm ngàn tỷ hai triệu đô chứ thứ hai nữa là loại tư bản đỏ mới có tiền mới đầu tư đi, đi pha đấy ở Canada úc tương tự là có cái gì gọi là business mà đi đi định cư Canada úc thì nó hơi khó hơn chút tại vì ngoài cái chuyện có tiền ra là đòi hỏi là phải có kinh nghiệm kinh doanh đòi hỏi là phải có tiếng anh ở mỹ nó không cần ở mỹ chỉ có có tiền là đủ rồi còn làm được không được thì tuyển lên tuyển lên sau nói tóm lại là cái đối tượng thứ năm của nhóm thứ năm này rơi vào những cái gia đình cộng sản có tiền có bạc và những cái tư bản đỏ cho nên chính họ là cộng sản cộng sản đòi chính họ là tư bạn đỏ mà họ đang làm ăn ở việt nam nữa gần như 100% đó chính là việc cộng kiều cộng sản kiều mặc dù là ở, ở mỹ ở canada ở úc con có tỉnh nước ngoài rồi con có tịch mỹ không có tịch canada hết rồi miền lưỡi thì luôn luôn coi như là phê phán chính quyền mỹ chính quyền canada nếu mà làm không hài lòng họ thì cái này cũng bình thường thôi tại vì đây là tự do ngôn luận mà đấu tranh cái này đấu tranh cái kia phát biểu cái này phát biểu cái kia nhưng mà cái chuyện ở việt nam Thì là không dám nói <laughs> không muốn nói tôi nghe có nhiều người nói thôi tôi cũng quan tâm tới chuyện chính trị đó nhưng mà cuối cùng là ông ở canada ông nói tấn lần lận cái gì ông nói được ông ở mỹ ông nói tấn lừng lận cái gì được nhưng ở việt nam ông nói mà ông nói là không quan tâm chính trị <laughs> tôi nói cái đối tượng này nó cực kỳ nguy hiểm cái nhóm thứ sáu mà đi định cư ở nước ngoài nữa đó là người tôi đi định cư theo cái diện kỹ năng skill worker mà cái diện kỹ năng này ấy, hiện nay là chỉ có Canada với úc thôi cái chuyện cái diện này cũng đã lâu rồi cũng hơn 10 năm rồi hiện nay vẫn vẫn còn tuy là hơi khó người việt mà đi theo cái diện này thì đa số là những cái du học sinh mà du học sinh thì như tôi nói rồi mà du học sinh ra là du học sinh giỏi xuất sắc thì mới đi được Những người du học sinh này rất giỏi Học hành rất giỏi Tiếng Anh rất giỏi Cho nên những người này Người ta mới apply, người ta mới nộp đơn định cư Canada và định cư Úc Mà những du học sinh á, Thì rơi vô là toàn con giáo cộng sản có tiền mới đi được hoặc là tư bản đỏ có tiền mới đi được chứ còn dân thường làm sao mà đi nổi tiền đâu đi ngay cả cái chuyện mà đầu tư tiếng anh rồi xong rồi rồi mới qua Canada qua, qua, Canada qua úc học để mà tốt nghiệp mà trở thành loại giỏi xuất sắc trời ơi tốn tiền nhiều lắm cho nên cho nên dân mà dân thường thường không có tiền mà đi đâu cái nhóm thứ hai mà có thể đi khi dẫn cái gì skill worker này thì nó rơi vào như tôi chẳng hạn tôi không phải dân du học mà tôi vẫn đi được mà cái nhóm này cái đối tượng này nó ít rất là ít không có nhiều lắm thì cái nhóm người Việt Nam mà đi qua Úc với Canada mà theo cái diện kỹ năng này là những nhóm nhóm này rất là giỏi mà Việt Nam gọi là chảy máu chất xám tại vì họ có trình độ nghiệp vụ giỏi kinh nghiệm giỏi mà tiếng Anh là xuất sắc nữa mà cái nhóm này con cháu cộng sản con cháu tư bằng đỏ khá nhiều tại vì họ đầu tư và học hành con cái rất là tổn cảm và có nhiều đứa nó giỏi nữa đa số cái nhóm này nếu mà rơi vào con cộng sản với tư bản đỏ thì khả năng trở thành việc cộng kiều rất là cao mặc dù là có quốc tịch canada có quốc tịch úc rồi nhưng mà họ vẫn luôn luôn bảo vệ cái thể chế ở việt nam mặc dù nó bè bé họ thừa biết cái thằng này nó giỏi lắm thừa biết ý, nó bảo vệ tại vì cha ông có như là dòng họ nó đang ở việt nam nó đang kiếm tiền được nó phải bảo vệ tôi biết có nhiều người nha con cháu cộng sản nha mà khi mà định cư cái gì một kỹ năng mà qua canada này tôi nói chuyện với họ nó tao bây giờ không quan tâm nữa cái mẹ nó không quan tâm mặc dù là cha mẹ con làm cộng sản bên nhưng nó không quan tâm nữa thì cái số này, này tôi không biết ít hay nhiều mà tôi nghĩ số này không có nhiều đâu thì tôi cũng rơi vô trong trong trường hợp là là tôi cũng quan tâm đến việt nam nữa tôi nói chuyện là tôi chia sẻ cho quý vị việt kiều mọi người công việc thôi tôi đâu có quan tâm gì việt nam nữa làm gì thì đa số những cái người thế này người ta nói chung là an phận đi thôi mình lo mình làm ăn đến việt nam gì kia mặc sát nó thích thì đi việt nam chơi thích đi nước khác kiểu vậy đó. đối tượng thứ bảy đó là cha mẹ cộng sản những người cộng sản mà làm cha làm mẹ với là với là những người mà tư bản đó làm cha làm mẹ là đưa con cái bạo lãnh <laughs> đúng không ví dụ như là ví dụ như hai hai ông bà già coi như là cầm sản đảng viên chẳng hạn mà có đứa ngày xưa đầu tư cho một đứa con gái học ở Mỹ bây giờ lấy được chồng tay rồi hoặc là lấy được anh coi như là một anh coi như gốc Việt cái anh đó là con của Việt Nam cộng hòa nữa mới đau chứ <laughs> bây giờ đứa con gái là bảo lãnh ông bà cầm sản đó qua Mỹ hoặc là bảo lãnh một ông tư bạn đỏ qua Mỹ đúng không? thì những người này là những người lớn tuổi thì họ đi qua Mỹ mà muốn bước chân vào Mỹ mà để có thể xanh là phải có cái giấy là từ bỏ đảng đúng không từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam à, đúng không nè họ vẫn biết là từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam vì lý do, 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 này vân v nhưng mà đó là tiền giấy tờ mà thôi còn đầu óc của họ vẫn luôn luôn bảo về cái thể chế cộng sản mà họ đã từng làm hoặc là họ đang làm bây giờ họ đi thì những người này gần như 100% đó là việc cộng kiều những người khi quốc tịch chưa có nữa quốc tịch muốn có quốc tịch phải thi <laughs> dễ gì mà thi ngay cả người lớn tuổi mà thi tiếng việt chắc chưa chắc thi được nữa cho nên mà những người mà là, mà, mà, mà việc cộng kiều này thường thường người ta ở vài tháng cũng là người ta ở vài năm người ta chẳng đời của người ta về việt nam lại về việt nam à, mà bên việt nam người ta gọi là việc kiều yêu nước <laughs> đúng các bạn như vậy đó, là tôi đã nói gần như là hết thì có một số người là nằm trong cái nhóm mà được cha mẹ bảo lãnh à, mà tôi mà tôi đặt là, là cái nhóm thứ ba đó cái nhóm thứ ba đó, tức là được cha mẹ bảo lãnh đi qua mỹ qua canada thời gian tiếng anh tiếng em thì yếu Bởi vì lúc đi lớn tuổi rồi anh em học cũng được rồi đi làm việc uh, minimum quay lắm á minimum quay làm việc cái mức lương tối thiểu mà đòi mua nhà cho to mua xe cho đẹp làm cực quá đâm ra là nản chí Nạn chí rồi quay sang như là làm youtuber <laughs> làm youtuber chia sẻ cuộc sống mỹ lại quay hết ở mỹ chia sẻ cuộc sống mỹ thì dân mỹ quay làm gì <laughs> ông biết mẹ gì em chia sẻ cuộc sống mỹ mấy cái người ở mấy chục năm người ta chia sẻ cuối cùng chia sẻ cuộc sống mỹ mà ai coi hết được có mấy ông việt nam lèo tèo qua mà mấy ông việt nam ông cũng khói cái chuyện mà, 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 chia sẻ cuộc sống mỹ ông thích đó. là mấy ông youtuber này là phải ngoài móc mấy cuộc sống mỹ cái chỗ nào bề rạc moi lên thì bây đầu mấy ông mới đổi chiều mấy ông mới moi móc cái chuyện như là xấu xa của nước mỹ chỗ nào nó không có cái xấu cái tốt đâu mấy ông chỉ tập trung cái xấu cái ra nước mỹ thậm chí mấy ông không hiểu mấy ông còn nói đại nữa thì mới câu view câu mấy ông việt nam câu view cái công việc nó có cái đi cái lại cái đi cái lại vài mãi nữa thì những mấy ông đổi chiều <laughs> là vì chỗ đó cái chuyện này tôi trình bày vào cái clip khác sâu hơn tại sao tại sao lại quay đầu vào bờ hay là quay mõm vào bờ <laughs> tôi một khi nào tôi rảnh tôi làm cái đề tài này đi à, ok như vậy là tôi chia sẻ với các quý vị thế nào là việc cộng kiều thế nào là công sáng kiều à, như vậy quý vị họ hiểu rõ rồi chứ nữa tôi rảnh hơi lắm cho nên tôi nghiên cứu, quý vị bận việc quá tôi nghiên cứu dùm quý vị. rất là cảm ơn quý vị theo dõi cái video này và mong quý vị tiếp tục theo dõi. nếu quý vị nào chưa đăng ký thì bấm cái nút subscribe bên dưới này. nhiều quý vị không có biết bấm cái nút subscribe bấm cái chuông. lúc đó là tôi gửi cái video khác lên thì quý vị nhận được ngay. rất nhiều quý vị tham phiền của tôi tôi tìm video ông ra. À, rất là cảm ơn và chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe xin thân tầng kính chào